Bác để ý là bao giờ như thế này là muốn khởi động các bác phải kéo ga lên mức một nửa 50% hoặc một phần, tối thiểu là 1/3 nhé, đó ta hãm chặt lại. Hãy cất mở khóa dầu và sau đó là ta kéo nó khoảng chục cái để cho nó xả hết không khí ở trong các hệ thống cấp dầu cũng như trong đường ống và trong bơm pallet ra. Đấy, khi ta kéo nó nghe tiếng két két có nghĩa là dầu đã lên đủ rồi các bác nhé. Đấy. Chào mừng các bác đã ghé thăm kênh Điện Máy Long Hải. Hôm nay bên em Điện Máy Long Hải xin được chia sẻ đến với các bác cái quá trình kiểm tra động cơ dầu 170 trước khi gửi cho các bác theo máy tốt lúa hoặc là mua rời để làm những công lắp vào các cái hệ thống máy khác các bác nhé. Thì đây là động cơ dầu 170 khi được mang ra kiểm tra thì đang nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, sau đây bên em sẽ mở ra, đóng gói và lót thêm một lượt đĩa cắt công nữa để cho nó đảm bảo các bác nhé. Thì thường nhà sản xuất ý, thì người ta đã có bìa và có xốp rồi, nhưng vì quá trình vận chuyển xa, một số bác ở xa ấy, thì là bên em vẫn phải gia cố thêm để nhằm cho đảm bảo máy khi chuyển đến các bác nó sẽ được an toàn và đảm bảo. Đấy, sau đây bên em sẽ mở ra và test kiểm tra các bác nhé. Đấy, thì chuyển từ kho về thì nguyên đai nguyên kiện này, hàng máy dầu 170 này là máy dầu nhập khẩu các bác nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Hàng này về sau này thì sẽ có hàng liên doanh sẽ lắp ráp ở Việt Nam, còn hiện nay là hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Đây, khi mở ra thì mở xốp ra thì máy ở trong máy được bọc lớp ni lông và có xốp chống sốc. Ở bên này đây thông số kỹ thuật trên ốp giật nổ này các bác này. Đấy, máy dầu 170 2,2 kW. Đấy, nắp bình dầu thì nó sẽ để bên cạnh như này, vì là nếu nắp lên thì nó sẽ hơi cao, thì khi vận chuyển đè lên cái nắp này nó hay bị lỏng bình dầu các bác nhé. Trên thị trường ấy thì máy dầu 170 nó khá nhiều loại, có những loại rẻ hơn loại này các bác nhé. Đấy, nhưng bên em thì lấy thường hàng bên em nó là hàng ở cấp độ là trung bình, không phải hàng rẻ, không phải hàng đắt. Hàng đắt thì ra giá thành nó cao hơn cái hàng này, nó tầm tiền triệu các bác ạ. Đấy, nó hàng xuất xứ từ Thái Lan. Đây, các chi tiết đầy đủ. Tí bên em sẽ nổ test thử trước khi đóng gói gửi cho các bác nhé. Thì đấy là yêu cầu bắt buộc, vì khi gửi cho các bác bọn em bắt buộc phải test thử, tránh trường hợp là gửi đến các bác rồi mà nó có những hiện tượng như là khó nổ hoặc là có vấn đề gì đó thì nó sẽ không đảm bảo với các bác và nó sẽ mất công gửi đi gửi về. Đấy, khi mở ra đóng gói bên em sẽ dán các cái tem. Trên này có cái tem hướng dẫn là các bác sẽ kiểm tra nhất trước khi khởi động máy nhé. Thì các loại động cơ ấy, thì xăng hay dầu ấy, thì quan trọng nhất là các bác phải kiểm tra dầu bôi trơn, vì khi thiếu dầu bôi trơn nó dẫn đến nhiều hiện tượng, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định cũng như độ bền bỉ của động cơ các bác nhé. Nên là trước khi làm việc các bác tốt nhất cứ phải kiểm tra. Đấy, bên em có dán thêm để nhắc nhở người sử dụng là kiểm tra nhất trước khi khởi động. Ngoài ra thì sẽ có một số các tem phụ, những tem của bên em cắt thông tin. Đấy, rồi là số điện thoại để các bác có liên hệ khi cần thiết. Đấy, và động cơ thì sẽ có một sẵn pulley đi theo như này các bác nhé. Đấy. Ok, và bây giờ bên em, thợ kỹ thuật bên em sẽ tiến hành đổ dầu bôi trơn. Để dầu bôi trơn thì bên em sẽ có sẵn cái dầu chuyên để thử cho các bác nhé. Còn khi gửi cho các bác thì bên em sẽ gửi một cái lọ dầu mới như này các bác này. Đấy là đủ 1 lít để các bác khi nhận hàng sẽ đổ vào sau, chứ bên em sẽ không đổ trước. Còn đây là để kiểm tra thì bên em chỉ đổ cái dầu chuyên để thử vào, sau đó nổ hay là test động cơ xong thì bên em sẽ đổ hết cái dầu này ra các bác nhé. Đấy, và lúc đấy khi chuyển cho các bác thì trong khoang động cơ sẽ có một chút dầu còn sót lại. Đổ đủ luôn. Thì với động cơ dầu 170 này các bác cứ đổ dầu bôi trơn. Thứ nhất là dầu phải dầu loại tốt các bác nhé, dầu chuyên dụng cho máy động cơ dầu. Nó giống như cái dầu đổ cho máy xới đất hoặc là động cơ 173. Dầu này thường thường bên em đang cung cấp cho các khách hàng ấy, thì giá nó là 70.000 một lít các bác nhé. Còn ở những cái điểm bán như ở cây xăng hoặc là nơi khác bán ấy, thì họ bán nó có lợi nhuận thì họ sẽ bán tầm 80-90.000 một lít này các bác nhé. Nhưng bên em cung cấp cho khách hàng thì là với cái giá là sát với cái giá nhập vào. Ví dụ dầu này là 70.000 em bán cho các bác thì nhập vào nó đã là 68-69.000 rồi. Còn khi thay dầu động cơ này các bác không nên đổ các cái dầu rẻ, ví dụ như nó giá thành nó tầm khoảng 50.000 đổ xuống là chắc chắn là dầu không đảm bảo các bác nhé. Đấy là dầu tái chế. Đấy, khi đổ dầu các bác cứ đổ đúng 1 lít thì nó sẽ ra đến mép của cái lỗ châm dầu này, hay là cái lỗ vặn thức thăm này. Chắc phải nữa đấy. Cái bom này 1,5 lít mình đổ này. Tí lấy cái xăng để qua cái rớt đi. Cái dầu nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái độ bền của động cơ các bác nhé. Đấy, thứ nhất là dầu giữa dầu đảm bảo và dầu không đảm bảo ấy, trên thị trường bán ra thì nó chênh nhau chỉ 20-30 ngàn một lít thôi. Đấy, nhưng các bác nên chọn những cái dầu từ 70-80 nghìn, nếu trên thị trường thì nó rơi vào 80-90 nghìn một lít thì dầu nó mới đảm bảo các bác nhé. Còn đây bọn em bán theo cái giá nhập vào thì nó chỉ ấy đó. Đây khi đổ các bác để ý này, đấy dầu nó ra đến miệng lỗ như này. Đấy, miệng lỗ như này thì là đủ các bác nhé. Thì đồng nghĩa khi ta cắm thước thăm vào ấy, đây ta cắm thước thăm vào này thì nó sẽ lên đến vạch tối đa này. Đấy, đây là tối đa, còn dưới này là tối thiểu các bác này. Đấy, thì lên đến miệng lỗ châm dầu này thì đồng nghĩa là nó sẽ là đủ mức, ở mức tối đa các bác nhé. Khi mở ra các bác chỉ cần để máy ở vị trí thăng bằng như này. Đấy, và thấy dầu nó ngấp nghé ở miệng lỗ như này là đủ các bác nhé. Đấy, và bây giờ bên em sẽ lắp lại, và với máy mới thì bên em sẽ không đổ dầu vào trong bình dầu, và bọn em sẽ dùng một cái lọ như này để cấp dầu vào bơm cao áp để nổ thử cho các bác nhé. Thì đổ dầu trong đây thì nhiều khi dầu có trong này, và khi vận chuyển là bên em phải mở cái nắp này ra ấy, thì nó dẫn đến là nó hay bị rớt dầu ra, nó sẽ hỏng, nhìn nó bẩn, và nó thứ hai là nó không đảm bảo trong quá trình sử dụng, trong quá trình vận chuyển. Đấy các bác, đây bên em cắm dầu, cấp dầu, và thay là vì cấp trên bình xuống thì bên em sẽ cấp là phải thẳng trực tiếp vào bơm luôn. Đấy, khi nổ thì các bác để ý là bao giờ như thế này là muốn khởi động các bác phải kéo ga lên mức một nửa, 50% hoặc một phần, tối thiểu là 1/3 nhé, đó ta hãm chặt lại. Đấy, cấp mở khóa dầu và sau đó là ta kéo nó khoảng chục cái để cho nó xả hết không khí ở trong các hệ thống cấp dầu cũng như trong đường ống và trong bơm cao áp ra. Đó. Đấy, khi ta kéo nó nghe tiếng két két có nghĩa là dầu đã lên đủ rồi các bác nhé. Đấy. Với động cơ dầu thì các bác, em xin nhắc lại tí là các bác sẽ đóng giảm áp này xuống nhé. Cấp dầu rồi, đổ dầu vào bình rồi, các bác đóng giảm áp này xuống và kéo dây giật nổ này, kéo nó tầm khoảng 6 đến 10 lần để cho nó xả hết e ở trong bơm cao áp cũng như trong các hệ thống đường ống dẫn dầu đi. Sau đó các bác thả giảm áp này lên và các bác kéo dây này, đến lúc nào thấy căng không kéo được nữa thì ta thả ra và ấn giảm áp này xuống thì nó sẽ tự giữ như này các bác nhé. Sau đó ta dùng hai tay ta kéo, cái này không cần phải kéo quá mạnh mà bác kéo miết, nhưng mà kéo dài gần hết dây thì động cơ sẽ nổ. Đấy là em hướng dẫn qua để các bác biết cách khởi động nhé. Đây trên thân máy thì cũng có tem hướng dẫn khởi động nhưng nó bằng tiếng Anh các bác nhé. Thì cách thao tác sử dụng bằng dịch ra tiếng Việt thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, và bây giờ bên em sẽ tiến hành gia cố cũng như bọc lót thêm để đóng gói và vận chuyển cho các bác. Thấy con xị nào? Khi nổ test thử xong rồi thì bên em sẽ đổ cái dầu bôi trơn này ra hoàn toàn các bác nhé. Đấy, thì xả dầu thì có hai cách, một là các bác sẽ lấy cái phễu đó, một là các bác xả theo đúng lỗ của nó ở dưới này là con ốc bu lông 10 này, và hai là tháo ngay chỗ cái thước thăm dầu này hay là lỗ châm dầu này, sau đó các bác nghiêng máy đi cũng được. Hai cách thì cách nào các bác cảm thấy nó thuận tiện cho mình thì các bác sẽ dùng cách đấy. Đấy, khi xả bằng lỗ nào thì các bác đều phải tháo cái thước thăm dầu đấy nhé. Nó ấy kìa, cho nó tràn ra kìa. Nó mới giữ đây cho làm xả, hãy xả một lỗ trên cho nó nhanh. Đấy, xả bằng lỗ xả dầu được thiết kế sẵn này cũng được các bác nhé, thì nó sẽ hơi lâu. Hoặc là các bác tháo thước thăm dầu này ra và các bác nghiêng đổ bằng cái lỗ thăm dầu hoặc là châm dầu ấy, thì là nó sẽ to hơn, thì nó sẽ nhanh hơn các bác nhé. Đấy, sau khi xả hết cái dầu cho vào dầu bôi trơn để nổ thử rồi thì là bên em sẽ tiến hành là đóng gói các bác nhé. Thì test động cơ như thế ta chỉ nổ tầm trong vòng 1-2 phút, nó ổn định là như thế là đã đảm bảo các bác nhé. Đấy, thì cái bìa cắt tông đi theo của nhà máy ấy, thì đã cho thêm một lớp rồi nhưng mà nó xốp kia rồi, nhưng bên em sẽ lót thêm một lượt bìa cắt tông này nữa để nhằm nó tăng độ cứng cho hộp xốp, để đảm bảo cho động cơ trong quá trình vận chuyển các bác nhé. Ni lông, cái ni lông của nó có thể bỏ cả cái núm ra đó, cho không bị quấn ni lông như cũ luôn. Đấy, bên em sẽ đóng gói lại y như của xuất xưởng từ nhà máy các bác nhé. Chỉ khác là bên em sẽ, các bác để ý đây là có 2 lượt bìa, em sẽ gia cố thêm một lượt bìa đấy để đảm bảo, và tí nữa sẽ bọc ni lông bên ngoài nữa để chống thấm nước. Đấy, thì nó sẽ rất đảm bảo khi vận chuyển đến tay các bác nhé. Đấy, một lượt xốp ở dưới và một lượt xốp ở trên. Đúng chiều rồi. Đấy, sau đó bên em sẽ dán cái lớp trong vào trước và sau đó mới dán cái lớp bên ngoài. Đấy, là 2 lượt thì nó thành, nếu mặt trên mặt dưới nó thành 4 lớp các bác, nó rất là đảm bảo. Thì trước đây cũng có một số trường hợp là bên em để nguyên đai nguyên kiện như của nhà máy ấy, chuyển đến cho các bác ấy, thì là nó bị cái tình huống là khi vận chuyển ấy là bị dính mưa, vỏ hộp nó mềm ra thì dẫn đến rách, và bên vận chuyển người ta không để ý là nó bị léo bẹt. Động cơ thì như thế nó sẽ không an toàn cho động cơ bên trong các bác nhé. Đấy, sau khi đã đóng chắc chắn rồi thì bên em sẽ tiến hành là bọc thêm một lớp ni lông bên ngoài này các bạn ạ, để chống thấm nước, tránh trong quá trình vận chuyển là vận chuyển, khi vận chuyển đến cho các bác mà bị gặp mưa mà nó không được bọc ni lông này thì sẽ dẫn đến là sẽ bị ướt vỏ hộp, dính vào nó một. Có nhiều lớp đấy, chỉ cần ấy thế thôi, cần tí đi lại đằng kia là được. Đấy, bọc cả 2 chiều nó thành ra 4 lớp ni lông nữa các bác nhé. cái máy này là bọn em sẽ gửi cho bác Lê Long Hải này, ở trạm y tế xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu các bác nhé. Đấy, thì đấy là quy trình tất cả các máy khi bên em gửi theo máy tút lúa hay là gửi lẻ theo các diện là các bác mua động cơ lẻ hoặc là các động cơ xăng hay dầu, bên em đều đóng kiểm tra và test cũng như là sẽ đóng gói như vậy các bác nhé. Các bác khi đặt hàng các bác yên tâm là bên em sẽ kiểm tra rất kỹ và đóng gói đảm bảo trước khi vận chuyển đến cho các bác. Đấy thì video vừa rồi là bên em chia sẻ cũng như gửi đến các bác là quá trình test động cơ các loại đều có quy trình như vậy các bác nhé, đều phải kiểm tra, test, nổ thử, vận hành thử và sau đó đóng gói gia cố thêm để nhằm đảm bảo chuyển cho các bác. Đấy, trên này sẽ có tem của bên em. Và ngoài ra thì bên vận chuyển như bên Viettel hoặc bên bưu điện người ta sẽ dán thêm các cái tem vận đơn của bên họ nữa các bác nhé. Và tất cả sản phẩm khi các bác đặt hàng là sẽ được bàn giao tại nhà, trừ những trường hợp là các bác ở những cái địa hình nó khó khăn quá thì các bác sẽ nhận hàng tại trung tâm xã các bác nhé. Đấy, thì bên em sẽ nhận đặt hàng và ship hàng toàn quốc các bác nhé, miễn phí ship trên toàn quốc luôn cho tất cả các mặt hàng như máy tút lúa, máy xới đất và các loại máy nông nghiệp khác các bác nhé. Bên em là chuyên tất cả các dòng máy nông nghiệp. Các bác cần tư vấn về sản phẩm gì thì hãy liên hệ trực tiếp với Điện Máy Long Hải qua số hotline và Zalo là 0977 499 988 để được tư vấn và báo giá tốt nhất các bác nhé. Đấy, cả máy phát cỏ bên em có cả máy phát cỏ đây các bác này. Đấy, đây là tại một cửa hàng bán lẻ trưng bày của Điện Máy Long Hải các bác nhé. Đấy, bên em thì hiện tại là có 3 kho, 2 kho ở Sơn La và 1 kho ở Hà Nội các bác ạ. Đấy, máy sới thì bên em có đầy đủ cả các dòng máy sới Kama có chuyển hướng và không chuyển hướng, rồi máy sới không phải Kama, tức là máy sới giá rẻ hơn máy Kama nhưng hàng vẫn chất lượng các bác nhé. Đấy, thì ngoài ra bên em còn các cái dòng máy bơm. Đấy, và máy tuốt lúa ở đằng xa kia các bác kìa. Đấy, máy tuốt lúa ở kho bao giờ cũng có sẵn từ vài chục cái đến hàng trăm cái các bác nhé. Đấy, thì video bên em xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Mọi nhu cầu về tư vấn cũng như báo giá, các bác liên hệ trực tiếp với số hotline trên góc phải màn hình các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.